Thuật xử thế của người xưa, tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Mục lục: lời nói đầu, phi lộ, thay lời tựa. Chương thứ nhất, lòng tự ái. Chương thứ hai, chữ lễ của Á Đông. Chương thứ ba, có tài mà cậy chi tài. Chương thứ tư, ân và oán. Chương thứ năm, đạo cương nhu. Chương thứ sáu, biết sống. Phụ lục: tâm sự của Khuất Nguyên. Cách ngôn, lời nói đầu. Ngày nay, những cuốn sách bàn về nghệ thuật xử thế có lẽ không còn xa lạ và mới mẻ đối với quý độc giả, nhất là khi quan hệ giữa người và người ngày càng mở rộng đến không giới hạn. Cách đây hơn 50 năm, học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã chấp bút viết cuốn Thuật xử thế của người xưa, một trong những tác phẩm để đời của ông. Tên gọi của tác phẩm mang hơi hướm cổ điển, nhưng cách tác giả trình bày và giải thích vấn đề không xưa chút nào. Đọc tác phẩm, chúng ta có dịp nhìn lại những điều hay và dở trong cách xuất xứ của cổ nhân. Có những việc làm tưởng như khôn ngoan nhưng hóa ra lại là dại dột, hoặc ngược lại, những hành động vụng về, vô nghĩa, bề ngoài lại ẩn chứa sự khôn khéo, tế vi bên trong. Thiết nghĩ, những giá trị sống mà cuốn sách đề cập đến không hề lỗi thời, mà trái lại luôn là những giá trị bền vững trong sự phát triển của xã hội và đời sống con người. Những bài học đối nhân xử thế trong Thuật xử thế của người xưa là tài sản vô giá mà cổ nhân để lại cho những kẻ hậu sinh. Phi lộ. Cổ ngạn nói, mặt trời không có đối với kẻ đuôi, sấm sét không có đối với người điếc. Văn hào Đức Hermann D. Kaisling có thuật câu chuyện ngộ nghĩnh này. Một mục sư kia nói với đứa con trai 15 tuổi của ông: từ 15 đến 20 tuổi, cha cho con có quyền tin tưởng con thông minh hơn cha. Từ 20 tuổi đến 25 tuổi, cha cũng cho con có quyền tin tưởng con thông minh bằng cha. Nhưng từ 25 đến 30 tuổi thì cha bắt buộc con phải nhìn nhận cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy. Chưa có kinh nghiệm mà nghe bàn đến cái khôn ngoan do kinh nghiệm mà có kia, làm sao tin được, làm sao không mỉm một nụ cười ngờ vực được. Tôi đã từng sống qua cái tâm sự của thanh niên, tôi cũng đã từng mỉm một nụ cười ngờ vực. Nhưng hôm nay tôi không còn giữ được nụ cười ấy nữa. Cái hay của cổ nhân cũng như cái dở của cổ nhân đều có thể là những bài học thâm trầm cho ta tất cả. Trách kỳ thiện, giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả, nhi cải chi. Bởi vậy, tôi phải thắp hương mà đọc lại những gì xưa kia tôi ngờ vực. Thay lời tựa. Trang Tử nói, có lờ là để bắt cá, đặng cá, hãy quên lờ. Có giò là để bắt thỏ, đặng thỏ, hãy quên giò. Có lời là để tỏ ý, đặng ý, hãy quên lời. Ta làm sao tìm đặng kẻ biết quên lời để cùng nhau đàm luận. Một ngày kia, Phật chỉ trăng bảo các đệ tử: kia là mặt trăng, cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng nên nhớ, ngón tay ta không phải là trăng. Những lời ta giảng về đạo cũng vậy, các con cứ nghe theo lời ta giảng mà tìm đạo. Nhưng nên nhớ, lời giảng của ta không phải là đạo. Bàn đến cái đạo xử thế hôm nay đâu có khác nào, chẳng qua là cái giò săn thỏ hay cái ngón chỉ trăng, và chỉ có thế thôi.